Hello, xin bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi Bird Eye sói ca tới đây. Vẫn là phong cách cũ, ta tới đâu ta ăn thôi tới đấy. Thực sự hôm nay khá buồn xem đấu giải toàn thua, đặc biệt APL 2024 thực sự là một cái năm thất bại của khu vực Việt Nam chúng ta khi mà đánh toàn thua. Zichinai đại diện cuối cùng cũng vừa thua và tụt xuống nhánh thua luôn. Rất là khó khăn trong trận đấu tiếp theo. Nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng ủng hộ nhé. Ủng hộ xong mình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu xong mình mới làm clip anh em ơi. Ok, Bird Eye là vị tướng không khó chơi nhưng mà rất mạnh. Không có đùa đâu, cơ động cũng có, phóng chưa một là các bạn có sự cơ động rồi. Em còn làm choáng được tướng địch, em còn gây sát thương chuẩn. Lại còn có chiêu cuối bất tử, chiêu hai cũng áp sát tướng địch và tấn công vô cùng hiệu quả khi các bạn sẽ học chiêu cuối chiêu hai. Nhưng nếu muốn cơ động thì đừng bật chiêu cuối vội nhé. Chơi con tướng này có hai lối chơi, một là các bạn sẽ bật chiêu cuối chủ động, hai là các bạn sẽ bật chiêu cuối thụ động. Mình thích chủ động hơn. Tất nhiên chủ động các bạn sẽ có lợi thế, bởi vì khi các bạn chủ động các bạn sẽ thoát được những cái tình huống cái pha mà mình từ từ lên bảng điểm số. Mặc dù vẫn còn hiệu ứng bất tử nhưng mà máu trắng hết rồi. Thành ra là hết chiêu cuối là mình lên bảng điểm số anh em ơi. Mình che cho đồng đội lại, anh em thấy che cho thêm lên chơi thêm ơi. Bật chiêu cuối rồi. Đó, nhìn thấy mình bật chiêu cuối là sợ chạy liền. Thực ra bật chiêu cuối thì tướng địch cũng nhìn thấy Bird Eye bật chiêu cuối là rén anh em ơi. Nên là nhiều khi là bật chiêu cuối trước cũng là một cái gì đó nó sẽ có hiệu quả hơn. Ok, anh em bật chiêu cuối thì anh em phải có tầm đánh thưởng, nghĩa là tướng địch trong cái phạm vi đánh thưởng của mình thì mình mới phát huy được sức mạnh của chiêu cuối anh em nhé. Đấy, nên là mới bật chiêu cuối và nhảy chiêu 2 để tối ưu đam của Bird Eye. Thôi thế ơi, bỏ qua đi nha, mình sẽ xuống ăn tô len này. Ấy, ngon nè. Wow. Cái này là lỗi tại mình em ơi, dùng chiêu ẩu quá. Tí thì ăn được tô len rồi. Thôi nha, từ từ anh em ơi, bình tĩnh nào. Combat thế này thì mình đang có lợi thế, cẩn thận nha. Team bạn có con giòn, team mình thì có 2 AD. Bữa nay là con tướng AD có thể đi lên rồng, có thể đi lên top và có thể đi rừng. Đi rừng thì vẫn khoái hơn, đi rừng mình sẽ chủ động hơn anh em ơi. Vì tướng này thì các bạn nhớ sử dụng ngọc chí mạng, sát thương chí mạng nha. Bởi vì mình phong cách chơi con tướng Bird Eye mình cũng sử dụng cái thánh kiếm đầu tiên. Giờ mới lên đồ rừng cấp 3 là cái không bỏ tố. Không bỏ tố để tăng cái lượng tốc đánh cho Bird Eye. Khi mà ngọc không có tốc đánh mấy anh em ơi. Từ nha, chất tướng thì cũng khá là late game. Và khi late game các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh kinh hoàng của Bird Eye. Các bạn có thể cân team, các bạn có thể ảo tưởng sức mạnh cân 5 với Bird Eye được đấy. Ăn số Quarter Kill, Mega Kill không phải là khó khăn đối với Bird Eye đâu. Ok, như hôm nay là cũng đang thi trung học phổ thông quốc gia. Nếu mà các bạn theo dõi kênh của Nova hôm nay mà thí, chúc mọi người có một kỳ thi may mắn. Phải thật sự may mắn và bình tĩnh, tự tin làm bài thi nhé. Đạt kết quả cao nhất có thể và đậu được vô trường đại học anh em đăng ký. Đó là lời chúc của MOBA gửi đến anh em sĩ tử 2K6 anh em ơi. Vì thấm thoát thoi đưa từ khi chúc anh em 2K rồi đến 2K6 rồi. Thực sự là thời gian trôi quá là nhanh. 8 năm làm clip rồi anh em ơi. Sương sương là cũng phải mấy bạn tốt nghiệp cấp 3 ấy. Và tốt nghiệp cấp 2, chưa kết vào cấp 2, có khi là bây giờ cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi. Mà anh em tốt nghiệp cấp 3 đại học cũng đi làm lấy vợ, sinh con hết rồi. Ấy, thực ra là số lượng anh em theo dõi kênh của MOBA bây giờ cũng hơi ít. Do là thời gian quá dài rồi. Ok, tuy vậy thì không sao, em có cái công việc riêng của mình. Nếu em còn lại và xem clip của MOBA thì nhớ ủng hộ mình nhiều hơn nữa anh em nha. Like clip hoặc comment ký tự bất kỳ để lại dấu vết trên kênh của Nova. Rồi, anh em muốn lên kênh của mình thì hiện tại mình làm clip video tặng fan thì ít hơn một chút xíu. Bởi vì mình đang làm clip trên nick của shop. Để vừa hay là giới thiệu shop luôn anh em ơi. Tên shop Ngô Việt nha, không có cái dấu chấm, dấu nặng đâu anh em ơi. Cũng không có chữ E đâu, mà chỉ là chữ E thôi.
tên shop đầy đủ ở phần comment game. Anh em nhớ xóa dấu cách đi trước dấu chấm nha. Ok, trở lại trận đấu này thì mình đang thanh hơn cả bát canh rồi. Thì cha D mà giữ vị trí tốt thì ra là đánh cũng khá là dễ thôi. Và mình chơi hay phối hợp với team, hay lựa team chơi nên là cũng gánh team khá là tốt. Đấy, choáng rồi. Trời, quá là dễ luôn nha bầy. Nếu mình sử dụng thương xuyên phá thế này thì đánh thường lên những con tướng máu mỏng thì mạng sẽ rất là đau. Nhưng mà đánh lên những vị tướng kiểu tro thì sẽ không đau mấy đâu. Đấy, vấn đề sự hy sinh anh em nhé. Để các bạn có thể chơi cái trang bị gương sấm sét sẽ có cái lượng tốc đánh và có cái lượng đam cũng rất là ổn. Nhưng mà nếu mà sử dụng cung báo tố hơi gần sấm sét rồi cả phần diện phần cung ý, thì tốc đánh lại hơi nhiều. Anh em mình thấy cái này cũng là một cái phong cách có thể chơi được cho bờ hai anh em thử test nhé. Ok, người giao tranh mà không có mình là anh em giao tranh thua đấy. Đang khỏe như thế này, trời ơi, anh em nhìn thấy gì chưa? Khỏe dã man, đừng có đùa với thương xuyên phá nha, bóng cho một đau thật sự. Cái thương xuyên phá thì sẽ giúp đam của chiều rất là to không? Ok, thế này thì hủy diệt do đơn giản cực kỳ luôn. Đây này ngộ khỉ chơi luôn. Bạn cầu kéo rất là nhiều thời gian cho mình bật cho cuối mình chém thôi. Uầy, ơi may quá, ôi không đánh gì à? Ôi bạn đấy thấy mình bất tử còn lâu, bạn đấy lui ra một tí nghe, mà đúng là cái cơ hội để mình sống vào đấy tuyệt vời. Khi mà bật cho cuối mà không ăn được tướng địch thì thực sự rất là nguy hiểm luôn, nên là anh em đừng bật cho cuối quá sớm khi mà tin bạn vẫn còn quá nhiều máu, đặc biệt là những con tướng tanker cho bò mà lại kém tự động. Thì mình cứ ở cái trạng thái này, mình trạng thái bình thường ý, mình đánh thường, mình phóng chưa một để giữ khoảng cách tốt với chiến địch anh em nhé. Tập hợp nha mọi người ơi, đây có mạng này, đấy đơn giản chưa, cần gì bật chiêu cuối nhiều đâu. Nhiều khi trận đấu có thể một trận đấu mình chơi vào đây rất là ít bật chiêu cuối anh em ơi. Những trường hợp bật chiêu cuối đó là bật những ngộ khỉ lao vô, mình còn xíu máu chẳng hạn. Bật như thế thì có khi là đủ thời gian ăn địch và late game thì cái chiêu cuối sẽ lợi hại hơn. Đầu game giữa game thì chiêu cuối đã không có lợi hại đâu anh em ơi. Với xương xương là bây giờ vẫn chưa lấy game hẳn mà đã xanh như này rồi. Bật chụp cuối bắn nào. Chém. Uầy John. Đấy, mỗi khi bật chụp cuối là mình cảm thấy mình rén rồi. Và nhìn vẫn còn máu mà vẫn lên bảng đến số. Thực sự rất là cay cú trường hợp đấy nhá. Ok, trên này Điêu Thiền thực ra là counter cứng lên vị trí của John. John đứng sấy mà dính chụp cuối của Điêu Thiền là thôi rồi. Thêm bồi thêm chiêu 2, đóng băng chiêu 1 nữa thì thôi không chạy được đâu. Đấy là con Điêu Thiền từ một hai con Alice ấy, sinh ra để khắc chế